Thì chào anh em, thì nay tôi sẽ giới thiệu và test cho anh em hai phần mềm, đó là phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài và phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Thì sau khi test xong thì tôi sẽ hướng dẫn và giới thiệu cho anh em phần mềm. Thì trước khi test tôi sẽ bật cái đồ chạy dây này anh em nhé, để đảm bảo là video không bị cắt ghép, không bị chỉnh sửa. Thì phần mềm này của chúng tôi có thể cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại, ví dụ anh em dùng iPhone hoặc là anh em dùng Samsung hoặc em dùng Oppo. Đấy, tất cả những dòng điện thoại đời cao là chúng tôi có thể là cài đặt được cho anh em. Đấy, thì trước tiên là tôi sẽ test cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Thì bây giờ tôi sẽ gửi một cái nội dung tin nhắn đến cái máy này, rồi tôi sẽ chỉnh sửa trực tiếp đấy, cho anh em thấy cái độ chính xác của phần mềm. Ok, đấy, tin nhắn đến rồi anh em này. Đấy, lô 98 anh em nhé. Lô 98 nhân 5.000 điểm. Đấy, ví dụ lô 98 nó không về, nó về một con số khác bất kỳ thì mình sẽ chỉnh sửa theo cái con số đấy anh em nhé. Đấy, tôi đã chỉnh sửa thành 37 này, nhân 5.000 điểm này. Anh em này. Đấy, chính xác tuyệt đối anh em nhé. Đấy. Thì đây là cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài. Thì sau đây tôi sẽ test cho anh em cái phần mềm chỉnh sửa tin nhắn trên Zalo. Đấy, thì sau đó tôi sẽ hướng dẫn cho anh em cái cách sử dụng phần mềm anh em nhé. Anh em vào Zalo này. Đấy, anh em ghi nội dung tin nhắn anh em nhé. Ví dụ anh em ghi là lô 11 22 33 nhân 5.000 điểm anh em nhé. Đấy. Thì đây là test cho anh em. Đấy. Thì khi anh em sử dụng anh em có thể là ghi đề dàn, lô dàn anh em nhé. Anh em ghi những con số nhỏ, rồi khi chỉnh sửa anh em sửa những con số tiền to anh em nhé. Đề là 44 anh em nhé. Đề là 44 này. Nhân cho là 5 triệu đi anh em nhé. Hoặc là anh em đánh 3 càng tùy em anh em. Đấy, trước khi chỉnh sửa tôi cho anh em xem trước cái nội dung này. Lô 112233 nhân 5.000 điểm. Đề 44 nhân 5 triệu anh em nhé. Nick Zalo là Vinh Trong này anh em này. Đấy, nick Zalo là Vinh Trong này. Đấy, bây giờ tôi sẽ gửi sang nhé anh em nhé. Đấy, 10:05 hôm nay này. 10:05 anh em lưu ý nick Zalo là Vinh Trong. Thời gian gửi đi là 10:05 hôm nay. Đấy. Thì bây giờ tôi sẽ mở cái máy bị chỉnh sửa ra anh em nhé. Đây anh em này. Đấy. Nick là Cả Ngố anh em nhé. Đấy, nick là Cả Ngố này. 10:05 ngày 29 tháng 8 2020. Đây anh em này. Đấy. Nick là Cả Ngố này. Thì thông thường chủ lô họ sẽ copy anh em nhé. Thông thường họ sẽ copy. Đấy, tức là họ đã đồng ý cái nội dung tin nhắn của mình và sẽ copy lại và ok này. Và ok này anh em này. Đấy, thì họ sẽ gửi sang máy phần mềm của mình anh em nhé. Anh em này, nick này, Cả Ngố Vinh Trong này. Họ sẽ gửi sang này. Đấy, thì bên mình, máy mình sẽ nhận được cái tin nhắn copy lại của họ anh em nhé. Để trước khi chưa chỉnh sửa tôi cho anh em xem lại hai nội dung. Đấy, nick là Cả Ngố này anh em này. Vinh Trong lô 112233 nhân 5.000 điểm. Đấy. Thời gian anh em nhé. Đấy, là 10:05 ngày 29 tháng 8 2020. Đấy, thời gian họ copy lại cho mình này. Lúc 10:06 anh em nhé. Mình gửi cho họ là 10:05, copy lại 10:06. Đấy. Thì tôi sẽ để đây 1 2 phút sau anh em nhé. Đấy, tôi sẽ để đây 1 2 phút sau. Rồi, tôi chỉnh sửa để cho anh em thấy cái độ chính xác của phần mềm. Đấy. Thì cái phần mềm này nó có thể là cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em. Đấy, khi anh em muốn chỉnh sửa, ví dụ anh em muốn chỉnh sửa tin nhắn SMS, tin nhắn tổng đài, anh em vào phần mềm, anh em áp số điện thoại của người muốn chỉnh sửa vào phần mềm chúng tôi cài đặt. Dưới nó sẽ có một cái mục ghi nội dung. Ví dụ anh em áp số điện thoại của họ vào này, dưới là anh em ghi là lô 11223344, anh em gửi cho họ. Đấy, khi giờ kết quả hoặc là một thời gian sau anh em muốn chỉnh sửa thành con số khác, anh em vào lại phần mềm, anh em áp số điện thoại của họ vào, rồi anh em chỉnh sửa theo ý muốn của anh em. Đấy, vừa rồi là ghi 11233, anh em vào phần mềm,
Đấy, anh em chỉnh sửa thành 4455 tùy theo ý của anh em. Thì với Zalo cũng vậy anh em nhé. Anh em áp cái Zalo của họ vào cái phần mềm mà chúng tôi cài đặt. Đấy. Vào mục dưới anh em ghi cái nội dung, ví dụ anh em áp Zalo của họ. Đấy, nội dung là anh em ghi là lô 223344 đấy, em gửi cho họ. Giờ kết quả nó không ra 223344, anh em vào lại phần mềm, em xóa cái nội dung trước đi. Đấy, anh em sẽ ghi cái số 556677 hoặc là cái số trúng anh em nhé. Đấy. Thì với phần mềm này chúng tôi có thể cài đặt vào tất cả những dòng điện thoại của anh em như iPhone, Samsung, Oppo. Với anh em bên nước ngoài anh em không về được thì chúng tôi sẽ cài đặt trực tiếp đấy, từ xa cho anh em. Đấy, với anh em trong nước thì anh em lên cơ sở trực tiếp, chúng tôi có hai cơ sở, khu vực miền Nam anh em qua bến xe miền Đông, khu vực miền Bắc anh em qua bến xe Giáp Bát, bến xe Mỹ Đình. Đấy, anh em vào cơ sở anh em cài đặt phần mềm trực tiếp anh em nhé. Đã qua được là 5 phút 47 đấy, thì tôi sẽ để thành 6 phút để chỉnh sửa để đảm bảo cho anh em cái thời gian không thay đổi, con số thay đổi anh em nhé. Thì chúng tôi dùng cái số điện thoại duy nhất là 09675 5 số 4 anh em nhé. Thì anh em mua qua số điện thoại này thì chúng tôi sẽ bảo hành cho anh em. Đấy, thì 09675 này 5 số 4 anh em nhé. Đấy, đã qua được là 6 phút 14 rồi. Thì bây giờ tôi sẽ vào phần mềm anh em nhé. Thì cái cách thức chỉnh sửa cực kỳ đơn giản, anh em chỉ cần vào phần mềm. Đấy, anh em xóa cái nội dung trước anh em nhé. Ví dụ vừa nãy là mình ghi lô 112233. Đấy, thì anh em vào phần mềm anh em xóa 112233 anh em thay đổi. Ví dụ tôi sẽ thay đổi thành 646566 anh em nhé. Đấy, anh em chú ý bên máy chủ lô này. Đấy, nó không sáng đèn. Đấy, thì bắt đầu tôi chỉnh sửa này. Đấy, bên máy chủ lô không sáng đèn. Đấy, ok. Đấy, tôi đã chỉnh sửa xong. Thì quan trọng bây giờ tôi sẽ mở hai máy ra anh em nhé. Ok. Đấy. Tôi sẽ mở hai máy ra này để cho anh em thấy cái độ chính xác của phần mềm. Đấy, vào Zalo. Đấy. Anh em này, đầu tiên là nick Vinh Trong Cả Ngố anh em nhé. Thời gian này anh em này 10:05 ngày 29 tháng 8 2020, lô 112233 đã chuyển thành 646566 anh em nhé. Thời gian khi gửi là 10:05, thời gian họ copy ok lại cho mình là 10:06 anh em nhé. Đấy, thì với phần mềm công nghệ này anh em sử dụng, anh em có sân chơi, anh em sẽ là người chiến thắng anh em nhé. Đấy, anh em này, nick Zalo này. Đấy, con số thay đổi, thời gian không thay đổi, thời gian giữ nguyên anh em nhé. Đấy, tôi sẽ để gần lại cho anh em nhìn rõ hơn này. Đấy, 10:06 này, họ gửi cho mình là 10:05 hôm nay. Đấy, họ copy lại 10:06. Đấy, thời gian là 10:05 29 tháng 8 2020. Nick này anh em này. Đấy, Vinh Trong và Cả Ngố này. Đấy. Thì với phần mềm công nghệ này anh em sử dụng, anh em có sân chơi, anh em sẽ lấy lại những gì anh em đã mất anh em nhé. Thì anh em liên hệ trực tiếp 09675 5 số 4 để được chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cài đặt cho anh em. Thì cảm ơn anh em đã xem clip.